bạn biết sao, một khi mà các bạn mà nó bị cái nấm đó là nó dính lại cái lá này nha, nó như bị chơi dính sôi đó các bạn. À, thì nó giống như là giống như là người ta thù mình, người ta tra thù vậy đó. Thực ra nó không phải nha các bạn, thấy cái bệnh nó bạn nó đơn giản vậy đó, nhưng mà thực ra nó con này rất là dữ dội. Thì cách chữa mình cũng đơn giản các bạn. Xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình không biết cập nhật cho các bạn xem cái vườn này là thực sự là một tháng rưỡi trước mình có quay rồi. Em một lát mình sẽ để cái link đó cho các bạn xem. Hôm nay là chủ vườn thấy nó bất thường một chỗ. Thì chủ vườn sợ thì kêu mình vô mình coi thử. Thật sự nó cũng không có gì hết các bạn. Chủ vườn nó là sao đột lá dữ vậy? Mắc cười lắm các bạn, mắc cười coi nè cây nè. Cây này nhìn trong không thấy cái nhánh đâu nha, mà chủ vườn nó sao nó đổ lá dữ vậy? Mà các bạn coi nè, cái lá như thế này nó tập trung dinh dưỡng ha. Một khi mà nó đã tập trung dinh dưỡng nè các bạn coi, lá này lá ri sáo nha các bạn, ri sáo là nhiều, trời bằng mẹ nó bốn ngón tay rồi ha. Thì đã xài một cử không ít nữa rồi đó. Thì chú vườn nó là sao đã sao mà nó đổ lá quá trời đốt lá các bạn coi nè, nó đổ có mấy lá mà cũng sợ nữa. Thật sự nó không có gì vấn đề vậy các bạn, nó không có gì hết. Mình vô đây thì mình vô mình ngồi mình cười không à, sẵn mình cập nhật cho các bạn xem luôn. Nhưng mà nó có một cái vấn đề, nó có một cái vấn đề là mình xin nói với các bạn. Hiện tại thì cái vườn này sạch bệnh rồi. Các bạn thấy cái lá nó bóng không? Có mang cổ xanh nè. Đây chưa? Mang cổ xanh cái lá nè, nhìn thấy rõ. Đây nè. Cái lá mà các bạn thấy không? Cái đọt nó sẽ mập tới nè, cái đọt nó chuẩn bị nó rất là mập. Các bạn nó sáng nó mập. Và chuẩn bị cái đọt nó sẽ ra. Cái tiết tới chuẩn bị có tiết nó sẽ ra nè. Thì mình vô đây mình xem. Vô đây mình xem. Ôi trời, các bạn coi cái lá nè trời. Mình vô đây mình xem một cái vấn đề à, cách đây nửa tháng nó xảy ra à. Thì nó bị cái tình trạng mà nhiều người hỏi mình nè các bạn. Nhiều người hỏi mình thì mình chỉ bình thường thôi. Thật sự là cái một cái nấm mình gọi là cái nấm mùa mưa nhiều nó hay phát sinh, một gọi là cái nấm Solani. À, cái nấm này mình để cho màn hình cho các bạn xem. Đó, cái nấm này nó rất là kỳ cục, là nó kiểu như nó như nước sâu vậy đó các bạn. Coi nè, cái lá nè, cái lá nó dọp cái như nước sâu vậy, thấy chưa? Như mình đổ nước sâu vậy đó. À, cái lá nó dọp như mình đổ nước sâu vậy nè. Các bạn đợi nguyên cái cánh này ha, mà nếu mà cây con á các bạn thì nó rụng luôn, nó chết luôn cây. Còn cái cây lớn á mà các bạn không trị nó ha, thì nó sẽ lây và nó dính vào nhau, thấy chưa các bạn? Nó dính như là tơ mà nó dính vậy đó. Đó, vô các bạn, nó dính vô nè. Đó, thì nó cháy, nó lan. Cái nấm Solani này trong mùa mưa rất là dữ dội các bạn. Đây nè, cái cây này cũng bó luôn nè. Dạ, các bạn thấy không? Đó, mà cây con mà nó bị một cái, mình nói với các bạn, cây con bị là chỉ có chết thôi. Đó. Rất là nhiều vườn cây con mà gặp tình trạng này là nhổ bỏ. À, nó chết, mà các bạn thấy nó héo rồi, nó héo rõ đen đầu luôn. À, thì cái giải pháp mà để đưa ra, đây là đây nữa nè các bạn. Nè, đây nè. Không, cái vườn này bị chất đường 5-7 cây gì đó. Mà nó lây, bây giờ nó đứng rồi. Mình chỉ xịt thuốc thôi chứ có cái gì đâu mà đơn giản thôi các bạn. Thì cái vườn này trước đó đã sử dụng Mentus rồi đó, thì mình không cho sử dụng lại nữa. Một lát mình sẽ cho các bạn xem thử là mình cho sử dụng như đây. Mình nói các bạn, mình nói ra các bạn không ngờ luôn, chứ không có gì mua cái gì mà xa xôi gì mà từ lưa tào lao mới lao, không có gì chứ các bạn. Mình hay gọi là cái nấm Solani à, phát triển trong mùa mưa dữ dội lắm. Thì nó lây cũng ghê lắm các bạn. Rồi mình sẽ cho các bạn xem. À, mình sẽ đưa cho anh này mua, chỉ là ra ngoài mua thuốc thôi các bạn, chứ không mình không có gửi, cũng gần nhà mình nhưng mà mình nói đâu có cần phải mua thuốc của mình, ra ngoài mua, tại vì cái thuốc cái kháng sinh này ở đâu cũng có bán ha. Rồi mình sẽ về thiệu thuốc cho các bạn. Xin chào các bạn, thì hồi nãy mình có cho các bạn xem một cái miếng vườn mà nó bị một cái dạng nấm, mình nói thì mình hay nói lên nè là nấm Solani các bạn, mà cái tên đúng của nó là Rhizoctonia Solani nha, nó hay gây hại. Thì các bạn biết là mưa nhiều độ ẩm cao, mưa nhiều thì độ ẩm cao thì nó sẽ lan rất là nhanh, và một số mật độ cái vườn mà nó quá trời ẩm thấp nha. Bởi vì mình hay khuyên các bạn là nên thác cỏ trước khi mà mình tỉa cành hay là mình làm gì đó để nó thoáng lên các bạn. Một số nơi mưa rất là nhiều các bạn, và tình trạng nó gặp rất là nhiều, nhưng mà mình có cái kỷ niệm các bạn như thế này các bạn. Cái chú đó chứ một cái chú đó chú đem một cái nhánh ở lại cho mình xem. Chú nói trời ơi, tao bị thằng nào mà nó ác ôn mà nó chế nước sôi vô cây tao, mà thấy giờ nó chơi ác ôn vô ác nhân, nhưng mà
mình cũng ngồi mình giải thích cho chú thôi là nó bị nấm chứ không phải là do ai mà tưới. Tại vì các bạn biết sao, một khi mà các bạn mà nó bị cái nấm đó là nó dính lại cái lá này nha, nó như bị chơi dính sâu vậy đó các bạn. À, thì nó giống như là người ta thù mình thì người ta trả thù vậy đó. Thực ra nó không phải nha các bạn, thấy cái bệnh nó có vẻ đơn giản vậy đó, nhưng mà thực ra nó này rất là dữ dội. Thì cách chữa mình cũng đơn giản các bạn. Ở một số người thì người ta lại người ta mua của mình là Matasi. À, người ta mua Matasi thì mình có hỏi thử là anh xịt cái gì. À, thì anh cũng nói là anh đưa hình cho mình coi là vậy, nhưng mà mình nói là Matasi cũng được. Thì cũng được các bạn. Nhưng mà có khi nó lâu nó chậm. À, hoặc có khi là hết mưa nó cũng hết các bạn. Nhưng mà nó lây mà các bạn biết một khi cái nấm nó lại đi tới đâu là mình gọi là cái nấm đó thì nó xuất hiện trên lúa. Nó khu vực những cái lúa, nhưng mà nó lây qua tới gan trái là nó lây tới con nào chết rồi đó. Có người ta nhổ bỏ, có người ta nhổ bỏ luôn các bạn. À, đó thì bây giờ mình nói với các bạn á, cái cách chữa đơn giản thôi. Những cái vườn nào á, mà sử dụng cái chamomile của mình đưa cho các bạn á, thì hầu như là tỷ lệ mà nấm không có, hầu như nấm không có các bạn. À, ai mà đã sử dụng qua cái chamomile này á, thì mình có nói rồi, nó sử dụng 4 con nấm là Cetobium nè, Bulimisa, Bumilus và Pasodomonas đó. Hiện tại là nó 1ml của nó chứa hàng tỷ bào tử đó các bạn. Đó thì những ai mà nó sử dụng rồi thì không cần phải chữa nó bằng cách khác. Tại vì nếu mà các bạn còn thuốc thì bạn cứ xịt lên là nó hết các bạn. Rồi cái cách chữa mà mình hay chỉ các bạn á là không cần gì phải chữa gì, không cần gì á. Các bạn cứ ra ngoài các bạn mua cho mình một cái chai vali, nó đơn giản lắm các bạn. À, thí dụ mà bây giờ các bạn thấy nó đang mà bị dữ dội đó, thì các bạn không chữa nó thì nó lây trong vòng một tuần, mình nói các bạn là sạch cái đây luôn. À, thì các bạn ra ngoài, mình hay nói các bạn ra ngoài mua vali nha, vali damicin 5%. À, các bạn thấy nó rất là rẻ, một cái chai này nó chỉ có một lít mà nó có 36.000 thôi các bạn, rẻ hơn là rẻ cực kỳ luôn đó. Thì mình sử dụng cho 200 lít nước, các bạn xịt cho mình 2 lần là đứng liền. Đó, xịt 2 lần cho mình là đứng liền. Thì mình cũng có chỉ cho hàng bạn của mình á, bây giờ ông ra mua một can 5 lít cho tôi, tại dù nó rất là nhiều, ông ra mua can 5 lít ông dẫn đóng cho tôi hàng thử đứng liền. Đó thì nó sẽ đứng ngay can tại chỗ đó và nó sẽ không lây nữa. Đó các bạn, đây một loại kháng sinh rất là rẻ các bạn. Cái thứ nhất, nếu mà các bạn nó đã tấn công vô phân nửa cây rồi, thì các bạn muốn lấy được cây nhanh nhất có thể, thì các bạn lần thứ hai khi các bạn xịt, các bạn có thể cộng mentus ha, dầu la vali vitaco, hai cái này các bạn xịt cộng vô xịt, nó phù hợp cây nhanh nhất có thể các bạn. Tại vì cái vườn bạn nó đã sử dụng rồi trước đó rồi, thì mình không đâu sử dụng nữa thì nó sẽ cái này. Còn những khách hàng nào mà muốn phù hợp nhanh nhất để mà kích thích cái cây nhanh nhất các bạn, thấy các bạn muốn mua một cây này cộng với một cây này xịt cho 200 lít nước, mình nói các bạn rất là nhanh và mà nước ngay từ cái lúc mà các bạn xịt. Chứ các bạn được ra ngoài mua những thứ gì cao siêu, các bạn tốn tiền chứ làm gì, đúng không? Một số người thì chỉ tô này kia rồi mua ra ngoài mua bao xếp rồi mắc taxi rồi thường người ta sẽ nói là nấm bệnh, người ta hỏi sẽ bị nấm bệnh. Các bạn mua ra ngoài thật sự là tiền nó mất mà không đánh trúng. Các bạn nếu mà ai đang hiện tại đang sử dụng mà không có mê thuốc ở nhà, các bạn cứ mua này xịt cho mình, xịt 2 tử là đứng liền, đơn giản các bạn, 36.000 một lít. Mình dám chắc đây là cái loại mà nó rẻ nhất tại hiện tại thị trường, không có cái nào mà qua mà chữa cái sơ này nhanh như thế luôn. Thì cái sản phẩm này á thì các bạn đi ra ngoài tiệm bảo vệ thực vật nào cũng có bán các bạn. Cái sản phẩm Vitaco này mình cũng đang bán của công ty Việt Thắng thôi, đơn giản thôi các bạn. Ở Cần Thơ thì chỗ nào bán, mà mình nghĩ cái gốc mà hay các bạn không có vali Vitaco này, các bạn ra ngoài các bạn mua cái vali Damicin 5% xịt chết rồi là được rồi các bạn. Còn các bạn không có men thuốc thì mình sẽ gửi men thuốc để phục hồi cây lại. Còn các bạn mà không có, hiện tại không có thì các bạn sử dụng cái này xong. Trong khi đó thì các bạn chú ý một điều quan trọng hơn là mình cần cải tạo lại cái vùng đất của mình. Đấy các bạn, mưa nhiều nắng có hại nhiều hơn là nắng có lợi thì nó sẽ bị bệnh đó. Thì các bạn phải nhân sinh thối cái chi cùi ma lên, nó rất là rẻ, các bạn mua ra ngoài mua chi cô đâu được, không phải mua của mình nha. Cái thuốc này các bạn cũng không phải mua của mình. Mình đây mình hướng dẫn các bạn để các bạn tránh mà mất cái tiền, phí tiền để mà mình ra ngoài mua những cái sản phẩm mạo lao á. Một số người thì mình mua mình thấy không cần phải tổng cao dữ vậy. Chai này 36.000
hai cái tích nước xong đấy. Rồi mình nhân tối cái video lên, mình rải cái vườn của mình, nó vừa xì mũ vừa nó cho mọi người nắm bệnh nhiều các bạn. Thì đó là cách đơn giản nhất là mình xử lý cái vấn đề cái nấm Rhizoptila solani hai các bạn. Rồi mình xong rồi đó các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.